Plaza xin kính chào quý vị. Đây là một hộp nước tinh chất hồng sâm nhung hiêu lấm thượng hoàng ạ. Một sản phẩm được kết hợp từ 3 thảo dược quý: hồng sâm, lấm thượng hoàng và nhung hiêu. Đặc biệt sản phẩm này có 60 gói, dung tích mỗi gói là 50ml. Cách dùng chỉ việc nắp lên và uống liền, không phải pha. Hồng sâm nhung hiêu lấm thượng hoàng. Hồng sâm giúp tăng cường sức khỏe, nhung hiêu giúp bổ thận, tăng cường sinh lực. Lấm thượng hoàng có thành phần ức chế khối u, giúp phòng chống ung thư, rất tốt cho người vừa trị xạ. Ba thảo dược quý: hồng sâm, nhung hiêu, lấm thượng hoàng trên một sản phẩm ạ. Một hộp có 60 gói, một người sử dụng được 2 tháng ạ. Mỗi ngày một gói ạ. Bên em là Joy Plaza tại địa chỉ 264 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh. Có 5 năm kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm sâm lấm Hàn Quốc, các sản phẩm bảo vệ sức khỏe chính hãng đến từ Hàn Quốc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.